Xin chào. Chào mừng tất cả các học sinh yêu quý. Chúng ta học vào học ngữ pháp nha. Ngữ pháp ứng dụng đại từ chỉ lượng. Buổi livestream thứ hai sau khi chúng ta học về danh từ. Ok, 7 giờ rồi, có sửa xe nào. Đâu nhỉ? Chờ một chút nha. Làm thẻ thì đây. Vào học nha các bạn trẻ ơi, 7 giờ rồi. À, chờ một chút. Comment say hi nè, cho cô nhìn thấy các cánh tay của các bạn nè. Hello, hello. Rồi, chúng ta sẽ học nha. Chúng ta sẽ học bài thứ hai trong cái chuỗi ngữ pháp ứng dụng của chúng ta về đại từ chỉ lượng. Ok. Tiếp theo bài hôm trước nhỉ? Tiếp theo bài hôm trước là chúng ta đã học về danh từ rồi đúng không ạ? Danh từ chúng ta được chia thành mấy nhóm nhỉ? Danh từ của chúng ta được chia thành hai nhóm là non count noun and count noun. Right. Bạn nào nhắc lại cho cô non count noun là gì và count noun là gì ạ? Non count noun là danh từ không đếm được, ví dụ như là nước, sữa, tiền đúng không nào? Mà danh từ đếm được là các danh từ chúng ta có thể đếm đơn giản thôi đúng không ạ? Là pen, dan and go. Trong đó ngày hôm nay chúng ta sẽ học một cái hiện tượng ngữ pháp tiếp theo liên quan đến danh từ, đó là các đại từ chỉ lượng. Ví dụ như bây giờ mình muốn nói là nhiều tiền đúng không ạ, một chút tiền, hay là rất nhiều sinh viên vân vân, thì chúng ta sẽ dùng từ gì ạ? Alright, thì ở đây cô đã chia cho chúng ta nhá, cái đại từ chỉ lượng này sẽ được dùng ứng dụng thành ba nhóm. Một nhóm là chỉ được dành với danh từ không đếm được ạ, non count noun only ở bên tay trái màn hình đúng không, và thứ hai là cột bên tay phải màn hình chúng ta là danh từ đếm được.
Danh từ đếm được count down only và cuối cùng mà cột ở giữa, tức là các cái đại từ chỉ lượng mà có thể dùng được cho cả hai, cả danh từ đếm được và không đếm được. Ok. Chào cô Ngân ạ. Chào cô Nguyệt nhá. Chào cô Nguyệt Lương Thúy nhá. Mary à? Mary Nguyễn à? Học chứ sao lại không học? Học có ra là đủ đâu. Thử comment cho cô một vài các cái danh từ không, một vài đại từ chỉ lượng mà chỉ dành cho danh từ không đếm được nào. Chỉ dành cho những danh từ không đếm được thì là những đại từ chỉ lượng nào ạ? Ngân nào? Thử thế nào. Các danh từ, các đại từ chỉ lượng mà đi được với, chỉ đi được với danh từ không đếm được thôi ạ. Là những danh từ nào nhỉ? What's wrong? Ok. Here is the answer. Here is the answer on the screen. Và nhìn trên màn hình nhá. Chúng ta sẽ có là danh từ không đếm được thì đi với các đại từ chỉ lượng sau: much, a little bit, a little, little, deal of hay là amount of. Còn cụ thể là little, chắc là một số bạn sẽ băn khoăn là little với a little thì khác nhau như nào. Thì một chút nữa thôi chúng ta sẽ cùng giải đáp cái thắc mắc đấy nhá. Alright. Cột ở giữa ạ. Đi được với cả danh từ đếm được và không đếm được, chúng ta sẽ có all, some, any, most of, plenty of, a lot of, right, and a lack of. Thiếu cái gì đó đúng không? Chúng ta thử xem nhé. Tất cả này, all là tất cả này, some, any là một vài này, most là hầu hết, plenty là rất là nhiều đúng không ạ? Nhiều, a lot of là nhiều. Và cái cuối cùng của chúng ta, lack of nghĩa là thiếu, một cái lượng thiếu nào đó. Và bên tay phải của chúng ta có các đại từ chỉ lượng chỉ đi được với danh từ đếm được. Ví dụ như từ few, a few là một chút, một ít đúng không ạ? Một vài, a number là danh từ là sorry là nghĩa là nhiều hoặc là một lượng lớn, many là nhiều rồi đúng không ạ? Several. Each. Each là mỗi. Mỗi một đó. And a couple of là một cặp, một đôi đúng không? Là hai đó. That's it. Thế bây giờ việc của chúng ta là phân biệt cho cô nhé. Chúng ta sẽ đi phân biệt kỹ hơn về các cái đại từ chỉ lượng mà chúng ta rất hay bị nhầm lẫn. Nó là a little thì khác gì với little, a few và few thì khác gì nhau. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ thử comment cho cô thử đoán nha. Thử đoán cho cô câu A và câu B chúng ta sẽ dùng từ gì nào. Câu A ví dụ của cô nhá, là she can't get used to living far from home. She has dot 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 friends. Thì chỗ chấm ba chấm này là chúng ta sẽ dùng từ gì nhỉ? A little hay là little, few and a few. Cho cô thấy đáp án của các bạn nào. A là gì ạ? A và B. B chỉ khác mỗi một cái là A là phủ định còn B là khẳng định thôi. She can get used to living far from home. She has dot 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 friends. Đáp án A của câu A sẽ là gì? Câu A là gì nhỉ? Cô ấy không quen với cuộc sống xa nhà. Cô ấy có chấm 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 bạn. Thì cô ấy có nhiều bạn hay ít bạn hay làm sao nhỉ? Và câu B, cô ấy quen với cuộc sống xa nhà rồi thì cô ấy có nhiều bạn hay ít bạn? Tôi thử xem và cô xem comment của chúng ta nha. Ok. Chúng ta sẽ có đáp án của câu A sẽ là gì nhỉ?
À, thứ nhất chúng ta sẽ xét từ friends trước nha. Friends là danh từ đếm được nên chúng ta sẽ chỉ còn hai lựa chọn là few and a few. Right. Thế bây giờ mình sẽ xét nào. Cô ấy không thể quen với cuộc sống xa nhà, tức là ý của người ta là cô có ít bạn lắm, không đủ để người ta cô cảm thấy vui đúng không ạ? Để cô ta cảm thấy quen. Vậy thì câu A chúng ta sẽ chọn đáp án là few few friends. Còn câu B chỉ khác một chút xíu thôi, cô ấy quen với cuộc sống xa nhà vì cô ta có một chút, cô ấy có một một vài người bạn là a few. Vậy thì khác nhau như nào ạ? Few và a few chỉ khác nhau là, à, few là dành cho cái nghĩa gì ạ? Nghĩa phủ định, ít và không đủ. Chúng ta hình dung câu câu A không ạ? Cô ấy không quen với cuộc sống xa nhà, cô ấy có ít bạn, tức là cô ấy có ít và không đủ để cho cô ta cảm thấy quen với cuộc sống xa nhà. Còn câu B chúng ta sẽ dùng a few, nghĩa là ít nhưng mà đủ, mang nghĩa tích cực, mang nghĩa khẳng định. Thì tương tự như vậy, a little và little cũng khác nhau như thế. Chúng ta sẽ đi vào một vài cái ví dụ để chúng ta nhìn rõ hơn nha. They live in a very small flat because they have a lot of money. Họ sống trong một cái căn hộ rất là nhỏ bởi vì họ có ít tiền. Ok, thì cái nghĩa của chúng ta là nghĩa phủ định, nghĩa ít tiền có đủ không ạ? Thì câu 1 chúng ta sẽ điền điền từ gì nhỉ? Đáp án của câu 1 sẽ là gì ạ? Chúng ta thử thử cho cô xem đáp án của chúng ta trong câu 1 nhé. Xin chào Hải Đăng nha. Câu 1 sẽ là gì ạ? Come cho cô xem chúng ta câu 1 sẽ là, à rồi, câu 1 chính là ít tiền và không đủ để cô ta có thể có một cái ngôi nhà. Chúng ta tạm hiểu là để cô ta có một cái ngôi nhà to hơn một, đúng không? Vậy chúng ta sẽ chọn thứ nhất là ít và không đủ. Money thì là danh từ không đếm được như chúng ta đã học ở bài trước, và nó phải là they have little money. Little là đáp án của chúng ta. Câu số 2. People came to see the play. It was rather sad. Có ít người đến xem vở kịch, điều đó khá là đáng buồn. Vậy người là đếm được thì chúng ta sẽ sử dụng few hoặc a few thôi đúng không nào? Thế bây giờ few hay là a few ạ? Cô cho chúng ta 1 phút để suy nghĩ nha. Câu số 2 ạ, chúng ta sẽ phân tích câu 2 nhé. Có một ít người đến đến xem vở kịch và điều đó khá là đáng buồn, tức là ít và không đủ, mang nghĩa phủ định đúng không nào? Vì thế chúng ta sẽ chọn từ few. Few people came to see the play. It was rather sad. Ok, that's good. Câu số 3, stop talking. We've got time left to finish this only. Thế chỗ này chúng ta sẽ xem nhá. Thứ nhất là thời gian là không đếm được nhỉ. Chúng ta sẽ chỉ chọn a little hoặc little thôi. Đúng không? Thế bây giờ họ bảo là, chúng ta hình dung là ví dụ như chúng ta đang làm việc nhóm đúng không? Mà một bạn nói rằng là thôi đừng nói chuyện nữa, chúng ta còn ít thời gian lắm đó, chúng ta chỉ còn ít thời gian thôi, không đủ để chúng ta dông dài đâu đúng không ạ? Vậy câu này nghĩa là ít, không đủ và mang nghĩa phủ định, chúng ta sẽ sử dụng little. That's good. Thế còn câu số 4 thì ngược lại đúng không ạ? Đừng lo. Don't worry, we've got something. Now about time left to finish this. Vậy chỗ này phải là ít nhưng vẫn đủ, mang nghĩa tích cực. Và chúng ta sẽ chọn từ a little time left to finish this. Ok. Rồi, chúng ta sẽ chuyển sang phân biệt cho cô một chút với từ a lot of, much and many. Ok. Chúng ta sẽ phân biệt tất ba cái này nó đều là nhiều à, đúng không ạ? Ba từ này đều nghĩa là nhiều rồi, nhưng mà phân biệt nó như thế nào nhé? Mà nó sử dụng được cho cả a lot of thì sử dụng được cho cả danh từ đếm được và không đếm được đúng không nào? Much thì là danh từ không đếm được và many là đếm được.
Chúng ta sẽ có sự khác biệt đầu tiên, đó là khi chúng ta muốn nhấn mạnh rằng rất nhiều, quá nhiều, thì chúng ta chỉ có thể dùng là too many, too much, so many, so much, chứ không thể nói là too a lot of, đúng không nào? Không thể nói là so a lot of, đúng không? Nghe cũng đã không xuôi rồi. Chúng ta sẽ có câu là there are too many students here. Sorry, there, chứ không phải là there are too many students there, right? Và sự khác biệt thứ hai đó là many and much thì are preferred to use in a negative in questions, tức là thông thường ở trong các cái câu phủ định và câu hỏi thì người ta sẽ ưu tiên dùng từ much. Ví dụ như là chúng ta muốn nói là không có nhiều nước, không còn nhiều nước nữa, thì chúng ta sẽ dùng là there was not much water left, chứ không nói là a lot of water left, right? Và cái khác biệt cuối cùng thì lưu ý dành cho những bạn nào mà học để luyện viết IELTS, đúng không nào? Thì cái từ a lot of chúng ta không được khuyến khích sử dụng trong văn viết. Thay vào đó chúng ta sẽ dùng những cái từ nó trang trọng hơn, như là much, hay là many, hay là a number of, amount of. Chúng ta không dùng chữ a lot of. Ok, chúng ta sẽ chuyển sang một cái cặp từ mà cũng rất hay bị nhầm nhé, mà các học sinh, các cái sinh viên của cô cũng rất hay bị nhầm, nhưng hy vọng là sau cái buổi này chúng ta sẽ không còn nhầm nữa. Đó là khi nào thì mình dùng most, khi nào mình thêm cái thằng of ở đằng sau á, đúng không? Most of thì khác nhau như thế nào? Cả hai từ này chúng ta đều tạm dịch là hầu hết, hầu hết. Thế nhưng mà khi chúng ta dùng thêm cái giới từ of, most of, thì chúng ta phải cộng với các danh từ xác định. Còn thế nào là danh từ xác định thì chúng ta lưu ý là danh từ xác định là những danh từ chúng ta có mạo từ the, đúng không? Mạo từ xác định đó, hoặc là các cái từ my, tức là đại diện cho tính từ sở hữu, hay là các cái đại từ chỉ định khác như là this, that, these and those, right? Và đằng sau most of là các đại từ khác như là us. Ví dụ như chúng ta có most of us là hầu hết chúng tôi. Thế còn most không thôi ạ, thì chúng ta dùng với danh từ không xác định. Thì cụ thể nó như thế nào thì chúng ta sẽ nhìn một ví dụ nhé. Chúng ta tạm dịch cái câu đầu tiên là hầu hết lũ trẻ đã đi, hầu hết lũ trẻ đều buồn ngủ. Tức là cái câu này được dùng trong cái tình huống ví dụ như là chúng ta phải biết được cái lũ trẻ đấy là cái lũ trẻ nào, cụ thể là cái đứa nào. Ví dụ như là một người vợ chẳng hạn nói với chồng rằng là lũ trẻ, hầu hết lũ trẻ đều buồn ngủ hết rồi, thì tự người ta sẽ hiểu cái đứa trẻ trong cái hoàn cảnh đấy là con của cô ta, đúng không ạ? Thế còn most children like watching cartoon thì đơn giản chỉ là hầu hết trẻ con thì đều thích xem phim hoạt hình, tức là chỉ chung trẻ em là như thế, ok, chứ không chỉ cụ thể một đối tượng nào cả. Và đương nhiên là để chúng ta hiểu kỹ hơn á thì chúng ta phải làm bài, chúng ta phải thực hành, chúng ta phải học làm bài tập ngữ pháp. Còn cái buổi hôm nay thì cô hy vọng là chúng ta hiểu đã, alright, chúng ta hiểu trước, còn chúng ta phải thực hành thì chúng ta mới nhớ được. Và cô cũng khuyến khích luôn là những cái bạn nào mà muốn học IELTS, đúng không ạ, thì đừng có vội vàng quá, đừng có mong muốn là học những cái khó, những cái gì nó cao siêu luôn, mà chúng ta hãy xây cho mình một cái nền móng vững chắc từ những thứ đơn giản này. Tất cả những cái này là đều ứng dụng trong bài thi của chúng ta, đặc biệt quan trọng khi chúng ta viết, ok, chúng ta dùng làm sao cho nó đúng những thứ nhỏ nhỏ này thôi là điểm của chúng ta đã khác rồi. Alright, chúng ta phân biệt một chút xíu với từ some và any thì rất dễ thôi, đúng không ạ? Rất đơn giản thôi. Chúng ta có some dùng cho câu phủ định, câu ký hiệu là dấu, cô xin lỗi, some dùng cho câu khẳng định, câu ký hiệu là dấu cộng, và any thì thường dùng trong câu phủ định và câu hỏi. Cụ thể như sau: there is some milk in the bottle, có một ít sữa ở trong cái bottle, trong cái chai. Thế còn khi phủ định thì chúng ta sẽ dùng là there isn't any milk in the bottle. Tuy nhiên chúng ta lưu ý một chút là cái từ some cũng dùng trong một cái câu có hình thức là câu hỏi, ví dụ như là would you like some milk, right? Thế nhưng mà ở đây khi nó dùng trang trọng với nghĩa là mời thì chúng ta vẫn dùng some như câu hỏi nhé. Và any cũng có thể dùng trong câu khẳng định nếu như chúng ta muốn nhấn mạnh, nghĩa là bất kỳ. Nếu em có bất kỳ câu hỏi gì thì hãy cảm thấy thoải mái mà hỏi cô. If you have any questions, feel free to ask me. That's it.
Ok, và để thực hành nhé, thì chúng ta sẽ thử xem ạ, chúng ta sẽ thử làm từ câu 1 đến câu 5 cho cô. Bây giờ cô sẽ cho chúng ta ứng dụng đó, những cái chúng ta vừa học để làm từ câu 1 đến câu 5 trong vòng 2 phút. Ok, bắt đầu ạ. Ok, cô sẽ chữa bài nhá. Câu số 1. Câu số 1 ạ. Chúng ta có water là danh từ không đếm được. Vậy chúng ta sẽ sử dụng từ từ nào là dùng với từ không đếm được thôi ạ? Little đáp án là A đúng không nào? Câu số 2, money không đếm được ạ. Money không đếm được chúng ta sẽ sử dụng từ nào ạ? A lot of. Nhưng đằng sau nó có not enough to buy something, right? Grocery. Không đủ để mua. Đấy, vậy thì chúng ta sẽ sử dụng đáp án là B, ít tiền lắm. I have a little money. Câu số 3. I have money enough to buy a ticket. Có một ít tiền nhưng lại đủ ạ. Alright, thì chúng ta sẽ sử dụng a little đúng nào? Đáp án là D. Câu số 4. She has. Cô ấy có sách và không đủ để reference, tức là không đủ để tham khảo đúng không? Vậy chúng ta sẽ sử dụng few hoặc a few đúng không ạ? Few hoặc a few thì ở đây cụ thể sẽ là few. Và câu số 5. Traffic có đếm được không nhỉ? Traffic là danh từ không đếm được. Vậy chúng ta sẽ sử dụng đáp án nào ạ? Danh từ không đếm được được coi là số ít như chúng ta đã học đúng không? Vậy cả bốn đáp án này chỉ có đáp án B, động từ to be is, là dùng cho danh từ không đếm được thôi. Đáp án của chúng ta là B. Alright. Cô sẽ chữa luôn từ câu 6 đến câu 10 nhá. He bought furniture for her new apartment which she has bought recently. Chúng ta có furniture, chúng ta sẽ xem lại kiến thức xem nó có đếm được không nhỉ? Furniture chỉ nội thất nói chung. Nội thất nói chung thì không đếm được. Mà không đếm được thì trong bốn cái đại từ chỉ lượng ABCD chúng ta chỉ có đáp án C là không đếm được thôi. March. Đáp án của chúng ta là C nhá. Câu số 7 nào. Câu số 7 nào Hải Đăng? À, cô đã chuyển sang câu số 7 rồi Hải Đăng ơi. Câu số 7 là gì nhỉ? Câu số 7 chúng ta có the people, the là danh từ xác định với cái mạo từ xác định there. Vậy thì chúng ta phải dùng từ gì? A little of có được không? Little thì không 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 dùng với danh từ đếm được. Đáp án của chúng ta sẽ là B. That's it. Some of the people I work with are very friendly. Một vài trong số những người mà tôi làm việc cùng thì rất là friendly. Ok, good. Good job. Hải đang tiếp tục cho cô câu số 8 nào. We didn't spend. Alright, money. Câu số 8. Chúng ta cùng phân tích nha. Money là danh từ không đếm được. Money là danh từ không đếm được. Vậy thì many có được không? Many thì dành với danh từ đếm được rồi. Some thì lại không dùng trong câu phủ định đúng không nào? Đáp án của chúng ta là C, much money. Và câu số 9. Chúng ta tiếp tục phân tích nha. Đáp án của chúng ta là gì? Nó sẽ phụ thuộc vào cái thằng people ở đằng sau đúng không? People là người đếm được đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ cùng loại các phương án sai nhá. D, little là sai. Đúng không? Little là không đếm được này. Much cũng sai này. B cũng sai nốt này. Vậy chỉ còn cái anh
anh A thôi là có quá nhiều người ở đó. There are too many people there. Và câu số 10 cho cô xem nào. Do you know đó 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 people in the neighborhood? Chúng ta tự cho cô xem câu số 10 cho nào. Vẫn là people. Vậy thì chúng ta có dùng được much không? Có dùng được little không? Little có dùng được không? Ok, 9 là A. Ok, good, Hải Đăng, 9 là A. Câu số 10 nào. Câu số 10 nào. Đó, Hải Đăng là đáp án khá là tốt rồi nhá. Nhưng mà nhớ là chúng ta phải áp dụng được cái kiến thức này khi mà chúng ta viết bài nhá. Khi chúng ta chủ động viết bài nhá. Đấy chính là cái kỹ năng cần thiết của một cái người mà học IELTS, tức là chúng ta học ngữ pháp. Nhưng phải áp dụng được vào trong bài. À, câu số 10 chúng ta sẽ là đáp án gì? Đáp án 10 là C. That's good. 10 là C. People thì phải đi với many thôi. Đúng không nào? Ok. Rồi, vậy thì ngày hôm nay nhá, mỗi một cái cô cũng chia sẻ luôn là trong một cái series cô sẽ hướng dẫn chúng ta những cái ngữ pháp rất là đơn giản thôi nhưng cực kỳ là quan trọng. Nếu chúng ta muốn phát triển, chúng ta muốn học cao lên thì cô khuyên là chúng ta đừng có đốt cháy giai đoạn, chúng ta hãy học từ những thứ nhỏ nhất, từ những hiện tượng ngữ pháp nhỏ nhất nhưng có tính ứng dụng, tức là sau khi chúng ta học ngữ pháp xong chúng ta phải ứng dụng được vào trong bài. Cụ thể như bạn nào đã từng học IELTS, nghe về IELTS rồi chúng ta sẽ biết là cái anh test one ấy, khi chúng ta viết về về biểu đồ ấy, đúng không nào, chúng ta sẽ rất hay phải viết là lượng sinh viên mà học môn toán thì tăng, hay là lượng sinh viên mà thích học môn tiếng Anh thì giảm, vân vân. Thì cái chữ số lượng đấy chúng ta dùng cái từ gì cho nó đúng. Thì giả sử như chúng ta chưa biết thì chúng ta hãy quay lại học lại kiến thức của đại từ chỉ lượng. Ok, cái tính ứng dụng của nó trong bài là như vậy. Rồi, buổi học của chúng ta kết thúc ở đây nhé. Chúng ta chỉ học đơn giản vậy thôi. Và buổi sau ạ, chúng ta sẽ học một cái hiện tượng ngữ pháp tiếp theo, đó là tính từ, phân biệt tính từ và trạng từ cũng như là ứng dụng của nó vào trong bài thi IELTS Writing cũng như là Reading. Ok, that's it. Bây giờ thì đi ăn tối rồi.